Hello, xin chào anh em. Hôm nay anh sẽ chia sẻ cho tất cả các anh các chị cái cách để chúng ta có thể có được thành công ở trong cái cuộc đời này. Đùa anh chị thôi, chứ thực ra để mà có được thành công thực sự ở trong cuộc đời này, anh chị cần phải có được tài năng anh chị ạ. Và chả có một cái cách nào ngoài cái việc mà anh chị cần phải biết rõ cái mục tiêu của anh chị là gì. Giả sử hiện tại anh chị đang đi kinh doanh giày dép giống như em anh, thì anh chị phải đặt mục tiêu đó là anh chị phải bán được bao nhiêu hàng trong vòng một ngày, trong vòng một tháng, trong vòng một năm. Đặt mục tiêu về tiền bạc anh chị nha, đặt mục tiêu về tiền bạc chứ không phải là bán lỗ. Cái nữa đó là khi mà có mục tiêu rồi thì mình cần phải chia nhỏ mục tiêu ra từng ngày mình bán được số lượng bao nhiêu. Điều này vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Vậy để bán được từng đó hàng một ngày, ví dụ như 5 đơn hàng một ngày, 10 đơn hàng, 100 đơn hàng một ngày, thì anh chị cần phải tiếp cận tới bao nhiêu khách hàng tiềm năng của anh chị. Và chưa hết, trong khi mà chúng ta tính tới bài toán phải tiếp cận tới bao nhiêu khách hàng tiềm năng của anh chị, thì mình cần phải tính tới cái bài toán đó là khách hàng lạnh, ấm và nóng. Liệu rằng cái khách hàng đó mình tiếp cận nó có phải là khách hàng nóng hay là không? Thì ở trong một cái bản đồ khách hàng thì chỉ có khách hàng ấm và nóng người ta mới quyết định mua hàng của anh chị. Còn toàn bộ tất cả các khách hàng lạnh thì người ta chỉ xem qua hàng của anh chị thôi. Cho nên chúng ta cần phải tính thật sự rất rất chi tiết như vậy. Vậy quay lại cái bài toán làm marketing và truyền thông thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Có bài viết này, được chưa? Có chia sẻ với khách hàng này, có video, có nội dung này, đúng chưa? Thế thì để mà làm video thì chúng ta lại phải cắt nhỏ ra tiếp, và chúng ta cần phải có tài năng gì để làm được một cái video lên xu hướng, không hề đơn giản đúng không? Rồi khi mà làm xong video thì chúng ta cần phải phân tích tiếp, đó là chúng ta cần phải edit chỗ nào, làm sáng tạo ra làm sao thì video mới bắt đầu có nhiều lượt xem giống như bên em anh, đúng chưa? Chúng ta khi mà chúng ta phân tích tiếp tới vấn đề bài viết thì chúng ta phải viết bài như thế nào thì được nhiều like, được nhiều tim, được nhiều comment, được nhiều bình luận, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ phân tích và chia nhỏ vấn đề ra, thì trên cái chặng đường này anh em mình cần phải học hỏi và phát triển lên từng ngày một, từng cái dạng kiến thức một. Để có được thành công nó cần phải trải qua những yếu tố như thế. Và chỉ khi anh em mình có được gọi là cái từ gọi là tài năng thì nhất định tất cả anh em mình sẽ thành công. Còn để mà bảo mà mở một cửa hàng rồi anh em mình chờ khách hàng vào để vào mua thì nó thực sự là xưa rồi anh em ạ. Nó là xưa rồi. Ngày xưa mà có tiền mở cái cửa hàng ở mặt bằng tốt, đẹp, nhiều khách qua lại thì có người mua. Nhưng bây giờ không thể như thế anh chị ạ. Bây giờ người ta lên online nhiều rồi, người ta biết là cái việc đi ra ngoài cửa hàng kia mua một đôi dép về tốn thời gian, đúng không? Cái việc mà đặt shipper người ta ship tới tận giường cho anh chị, đúng không? Rất là tiện. Đằng nào cũng phải đặt hàng thì thôi đặt cái tiện tiện lợi còn hơn. Còn nữa đó là người ta đặt trên sàn thì còn lại được free ship nữa, đúng không? Thì còn đi ra cửa hàng anh chị có phải tốn xăng tốn thời gian không? Mà lên mạng thì người ta được chọn nhiều mẫu mã, nhiều sản phẩm. Vậy câu hỏi đặt ra lý do tại sao người ta lại phải mua hàng của anh chị? Thì bằng cách có được cái sự tài năng trong bán hàng, tài năng trong việc làm marketing, làm truyền thông, làm sale ấy, sale truyền thông, marketing ấy, thì anh chị sẽ có được nhiều khách hàng hơn. Và em anh ở đây sẽ giúp cho anh chị có được những cái thước phim có thể lên được viral, và ấn vào đăng ký kênh và thả bình luận phía bên dưới để chúng ta có thể chia sẻ giúp đỡ nhau bán được nhiều dép hơn ở trong thị trường này. Xin chào.